Thưa quý vị, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6 năm 2024 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 42. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau. 1. Thực hiện các kết luận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Tài chính và một số tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác quản lý nhà nước và tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách về phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trong đó có các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn An Đông. Trong quản lý nhà nước về ngân sách có liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước và thiệt hại cho nhà đầu tư trái phiếu, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, kinh doanh và trật tự an toàn xã hội, gây dư luận xấu, bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan quản lý nhà nước đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Trách nhiệm chính đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 và các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Võ Thành Hưng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải, Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Vũ Thị Mai và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật. Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục Kế hoạch Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Chi bộ Vụ Ngân sách nhà nước các nhiệm kỳ 2015-2017, 2017-2020, 2020-2022 và các đồng chí Huỳnh Quang Hải, đồng chí Phạm Văn Trường, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước; Nguyễn Trường Giang, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp; Nguyễn Dương Thái, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Phạm Văn Việt, nguyên Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Tài vụ Quản trị, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính. Khiển trách Chi bộ Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính các nhiệm kỳ 2017-2020, 2020-2022 và các đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Vũ Thị Mai, Võ Thành Hưng, đồng chí Phan Thị Thu Hiền, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính; Lê Ngọc Khoa, nguyên Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính, Bộ Tài chính. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 và đồng chí Đinh Tiến Dũng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra, phối hợp xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo thẩm quyền. 2. Sau khi xem xét kết quả kiểm tra có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong triển khai thực hiện các dự án điện gió, điện năng lượng mặt trời và các dự án đầu tư xây dựng. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Trách nhiệm chính đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 và các đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phan Tấn Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phạm Đồng, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Văn Trường, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Bùi Anh Tuấn, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật, cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021 và đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, khiển trách Đảng ủy các sở, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2015-2020 và các đồng chí Phạm Văn Hậu, Phan Tấn Cảnh, Phạm Đồng, Nguyễn Văn Trường, Bùi Anh Tuấn, đồng chí Lê Ngọc Thạch, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, lãnh đạo chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra, xem xét xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo thẩm quyền. 3. Xem xét, báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh và đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy đồng chí Nguyễn Văn Yên đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng. Dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị công tác đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Yên. 4. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Bình Định, Bình Dương, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy đồng chí Nguyễn Đình Kim, nguyên tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Các đồng chí Lê Thanh Cung, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương; Trần Văn Cần, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An; Nguyễn Văn Trình, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC thực hiện, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các đồng chí Lê Thanh Cung, Trần Văn Cần, Nguyễn Văn Trình. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Đình Kim. 5. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các đồng chí thường trực Tỉnh ủy các tỉnh Tuyên Quang, Hòa Bình, Bắc Giang. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, các tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, trong quản lý sử dụng tài chính, tài sản của Đảng, việc kê khai tài sản, thu nhập. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức Đảng và đảng viên được kiểm tra tiếp tục phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 6. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết tố cáo 2 trường hợp và xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác.